Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh review chia sẻ về các sản phẩm về điện máy. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu cách sử dụng của máy giặt LG các bác nhé. Tất cả các dòng máy giặt của LG cửa ngang thì sẽ có chung một cái phần chức năng, chúng nó chỉ thêm bớt một hai chức năng mà thôi. Thì em sẽ quay cho các bác con cao cấp màu đen, màu xám bạc ở đây. Con này sẽ có đầy đủ các tính năng của máy giặt LG mọi người nhé. Những dòng máy giặt đời thấp hơn thì các bác có thể bỏ qua một vài tính năng. Tuy nhiên máy giặt này nó sẽ đầy đủ để các bác có thể nhìn được tất cả các cái phần chức năng của máy giặt LG mà em muốn chia sẻ cho mọi người. Nếu mà các bác thấy video hữu ích thì đừng quên bấm đăng ký kênh để ủng hộ bên em và theo dõi những video mới nhất mọi người nhé. Rồi đầu tiên thì em đã cắm điện con máy giặt LG này rồi. Con này thì sẽ có ký hiệu là FV1409S2V. Đây là dòng S2, là dòng cao cấp. Dưới nó sẽ có những dòng như S3, S4, dòng thấp hơn. S2 là dòng cao cấp nhất mọi người nhé. Có thêm cả vòi phun tăng cường, rất chi là hiện đại. Đầu tiên là ở cái bảng điều khiển điện tử, chúng ta sẽ đi vào cái bảng điều khiển điện tử và chúng ta sẽ tắt đi để khởi động lại ngay từ đầu. Đây là cái giao diện chính mà mọi người khi mà mua về chúng ta cắm điện lên. Ở phần bên đây là phần tay nắm cửa để các bác có thể mở ra cho các đồ vào bên trong. Bên trong có dây cấp rồi, bên em sẽ về lắp đặt cho mọi người chỉ việc sử dụng thôi. Còn nếu không thì các bác thì cũng bắt cái dây cấp vào đường nước cũng rất chỉ là đơn giản. Ở ngay phía dưới này thì các bác sẽ có thêm nơi để xả nước mọi người nhé. Đây là phần xả nước này. Và đây là phần xả cặn này. Đây là nút chứa các cái cặn hay là sơ vải, nó sẽ chứa ở đây. Mọi người xoáy ra vệ sinh thường xuyên giúp em. Đây là phần dưới. Quan trọng nhất thì là sẽ là cái phần bảng điều khiển điện tử ở phía trên. Và chúng ta sẽ đi ngay đến bảng điều khiển. Đầu tiên là các bác sẽ bật cho em cái nút nguồn lên. Và nó sẽ có tiếng kêu tinh 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 như vậy, rất chi là hay. Đặc thù của máy giặt LG là khi các bác xoáy một cái nó sẽ kêu một tiếng, xoáy cái kêu một tiếng mọi người nhá. Và khi ở đây có rất nhiều các cái chương trình giặt của máy giặt LG, các bác xoáy vào chương trình nào thì ở phía bên kia này nó sẽ nhảy chương trình đó mọi người nhá. Nhảy cho chương trình đó. Đấy. Còn đây là nút play, nút play. Thì các bác xoáy vào chương trình nào thì ở bên này nó mặc định cho các bác những cái chương trình của máy nó đã cài đặt rồi. Và khi mà các bác muốn chỉnh sửa thì sẽ chỉnh sửa ở phía bảng điều khiển điện tử ở bên này. Ở phía trên cùng là sẽ có điều chỉnh nhiệt độ mọi người nhé. Các bác bấm vào đây. Đây là nhiệt độ. Các bác sẽ để cho em nhiệt độ là lạnh ở đây. Thường thường thì chúng ta chỉ nhặt nước lạnh thôi. Còn nếu mà các bác giặt những cái đồ mà trẻ em hay là các đồ quần áo cần đến giặt nhiệt độ thì mọi người bấm giúp em nhiệt độ tăng lên hoặc giảm xuống. Tùy vào nhiệt độ, tùy vào chương trình nó sẽ cao nhất là 95 độ C. Còn nếu không thì các chương trình khác nó chỉ 40-60 thôi. Và tiếp theo là chỉnh cái chế độ vòng vắt của máy giặt. Con này chế độ vòng vắt cao nhất là 1400 mọi người nhé. Thì các bác để cho em chế độ vòng vắt chỉ tầm độ 800 đến 1000 mà thôi. Thì nó sẽ tốt cho, một là tốt cho máy, hai là tốt cho quần áo. Và tránh cho quần áo nó bị hư hại hoặc là máy chạy tốc độ 1200-1400 thì máy nó sẽ chạy rung và lắc hơn. Đấy, các bác để cho em 800 hoặc 1000 là ok. Đấy, tiếp đến là những cái chế độ ở phía ngay phía dưới này thì các bác nhìn ngay thấy. Chế độ đầu tiên đó là chế độ Turbo Watt này. Đây là chế độ vòi phun tăng cường của máy giặt LG. Giặt tăng cường, giặt kỹ hơn, giặt quần áo nó được sạch hơn thì các bác bật cái chế độ này lên. Còn đây là chế độ rú quần áo. Đây, các bác kích vào đây. Rú quần áo mọi người nhá. Đây là chế độ giặt sơ. Các kích vào đây. Đấy, đây là chế độ giặt sơ. Thông thường máy giặt của LG thôi chỉ có 1, 2, 3, 4, 5, tức là 5 cái phẳng quím này thôi. Dòng nào cũng như vậy mọi người nhá. Đây là chế độ giặt sơ này. Còn đây là chế độ delay, tức là mọi người hẹn thời gian giặt. Hoặc là có một cái nữa là cái bắt wifi cho máy giặt thì trước em có hướng dẫn mọi người rồi nhưng nó khá là khó thôi. Thì mọi người chỉ dùng chế độ hẹn giờ thôi, hẹn giờ giặt thôi. Còn đây là chế độ cho thêm đồ mọi người nhá, chế độ cho thêm đồ. Đấy, thì sau khi mà mọi người đã cài đặt xong các cái chế độ này rồi thì các bác bấm nút play là nó sẽ chạy thôi. Đây thì máy giặt LG có rất nhiều các cái chế độ giặt. Một cái tính năng nữa đó là tính năng mà các bác chỉ muốn vắt không thôi trên máy giặt mà không phải chỉ vắt mà không giặt thì các bác tắt hết đi cho em. Các bác bật lại cho em.
Thì nếu mà mọi người chỉ muốn vắt không thôi thì các bác không xoáy bất kỳ một chương trình gì nhá. Không xoáy bất kỳ chương trình gì, các bác chọn luôn cho em tốc độ bằng vắt ở đây. Và mình cũng chọn tốc độ bằng 800 hoặc 1000 thôi. Nào mọi người bấm nút play là nó chỉ vắt thôi. Đây là vắt mất 11 phút. Ngoài ra thì sẽ có thêm chức năng hai phím kết hợp ở phía dưới mặt của máy giặt mọi người nhé. Ở đây sẽ có hai phím kết hợp, đó là phím bật tắt tiếng chuông thông báo khi mà các bác xoáy các cái lun này, rồi các cái tiếng tinh tinh này. Thì nếu mà các bác muốn tắt cái tiếng chuông này đi thì mọi người dí cho em vào hai cái phím ở phím thứ hai và phím thứ ba. Ở ngay cái phía dưới nó sẽ có phím là nút tắt bật on off đây. Các bác dí vào hai phím này. Dí đồng thời hai phím mọi người nhé. Thì trên bảng điều khiển nó sẽ có thêm cái phần tiếng chuông bị tắt đi, thì khi đấy thì các bác xoáy các cái nút này nó sẽ không có tiếng chuông nữa. Và nếu muốn bật lại thì các bác cũng dí vào cho em trong vòng 3 đến 5 giây. Nó sẽ tắt cái tiếng cái màn hình của tiếng chuông đi, thì khi các bác xoáy thì nó vẫn có tiếng chuông bình thường mọi người nhá. Tiếp đến là cái phần hai nút kết hợp, đó là cái phím khóa màn hình điện tử. Khi các bác muốn khóa cái phương trình này mà không tránh cho trẻ em hay là có ai sờ vào, các bác bấm nút cho em hai phím cuối cùng. Các bác giữ trong 3 đến 5 giây nó sẽ có cái phần khóa ở đây. Và khi đấy thì mọi người xoáy nút gì hay là bấm nút gì nó cũng không có chỉnh được mọi người nhá. Nó giữ im ở cái chế độ này luôn. Và không có bấm được bất kỳ một phím gì cả. Và nếu mà muốn thoát ra thì các bác cũng bấm cho em trong vòng 3 đến 5 giây nó sẽ mở cái bảng điều khiển. Khi đấy chúng ta sẽ xoáy bình thường mọi người nhá. Đấy, thế là tất cả cái chương trình giặt của máy giặt của LG mà các bác có thể chọn được trên tất cả các dòng máy giặt LG nhé. Rồi, rất cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi hết cái clip của em. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video tiếp theo.